Nói thật nha, đang người yêu nhìn thấy em này. Em thì chưa có người yêu, em còn đang sợ thế này. Hôm nay đi sự kiện ô tô, tình cờ biết là ông anh của mình cũng đang có một show trưng bày ở đây. Hôm nay mình sẽ đột nhập ghé vào xem một sản phẩm mà mình cũng đang tìm kiếm để tặng khách hàng của mình. Các bạn cũng xem nhé. Ui trời ơi, em gái của anh. Ôi hello ông anh. Đang đi đâu đây? Em đi tham quan sự kiện triển lãm ở đây. Và biết tin là ông anh là có một cái đúng rồi cửa hàng ở đây, gian hàng. Nên ở đây hôm nay là em sẽ đột nhập vào để có nhu cầu gì nào. Em đang tìm kiếm một lọ nước hoa, nước hoa để mà tặng khách hàng, tại vì em thường sẽ bàn giao những chiếc xe limousine bản cao cấp cho khách, và em cũng muốn là tặng một món quà nó có ý nghĩa, có mùi hương lưu giữ để cho khách hàng nhớ mình. Trời ơi, thế thì chỉ có nước hoa thôi. Mà đối tượng khách hàng của em lại là những doanh nhân, những người rất rất thành công. Dạ. Thì họ chỉ cần những món quà về tinh thần. Chứ bây giờ vật chất thì họ không thiếu. Đúng không? Mà tặng món quà về tinh thần thì không thể tặng quần áo hay là tất cả mọi thứ. Mà chỉ tặng mùi hương. Thế thì tốt quá. Vừa hay anh có những cái thứ đấy em đang cần. Trời ơi, đúng là sinh ra để cho nhau luôn. Đây là dòng nước hoa đến từ Hàn Quốc và tinh dầu của nó là Jasmine Oil. Rất xịn. Anh đã mất một năm rồi để nghiên cứu chuyên sâu về nước hoa. Và anh tin chắc là đủ cái kinh nghiệm, đủ cái gọi là mọi cái trải nghiệm để mà tư vấn cho em dòng nước hoa này. Và dòng nước hoa này rất phù hợp cho những cái dòng xe như em đang bán, đó là nó có cái cốc đựng đồ mình đặt vào trong. Dạ đúng rồi. Em thử xem nào. Tại vì trên xe của em sẽ thiết kế những cái phần mà để cốc, vật dụng ly cốc hoặc là những cái máy xông tinh dầu á, cái này là em nghĩ là vừa đủ luôn. Vừa đủ luôn. Mùi hương cũng thơm nữa, ngọt. Đây là mùi của Black Cherry, hay gọi là mùi hương của những cái hoa quả chín mọng rất là ngọt ngào, dành cho những chủ nhân yêu thích cái sự ngọt ngào, sâu đậm, giống như anh. Giống như anh. Em nghĩ là cái mùi hương này thì em sẽ thích hợp tặng cho khách hàng nữ vì ngọt ngào tinh tế. Đúng rồi. Cái này thì những cái người phụ nữ, những người đàn ông của gia đình họ sẽ thích cái mùi hương ngọt ngào. Hoặc còn là gia đình. Còn đây là mùi hương của những cô gái khá là cá tính. Đó. Và thích cái sự mát mẻ, thích cái sự trong lành. Em thấy màu xanh thì em cảm giác là mùi sẽ nam tính. À, màu xanh nó là màu của biển và màu của bầu trời. Nên là hãng người ta cũng đưa đến những cái thông điệp rất là rõ ràng. Từ trên cái vỏ hộp em nhìn thấy đây. Đây là sky top. Chạm vào bầu trời. Thì cái này nó là cái sự trong xanh, cái sự mát mẻ. Thường thì đến những cái khách sạn 5 sao hay là những cái resort thì chúng ta mới có mùi nước hoa và mùi nó rất là tinh tế. Thì đây là một cái dòng mà nếu em tặng thì quá tuyệt vời. Một lọ này nó để được khoảng 6 tháng. Mỗi lần lên xe khách hàng lại nhớ đến, trời ơi, có một cô em gái của tôi bán xe đề ca limousine. Tặng mỗi lần lên xe lại nhớ. Không có gì điều gì tuyệt vời hơn. Tại vì xe limousine á, bước vào không gian nó là rộng rãi rồi. Đúng rồi. Mát mẻ. Nếu mà thêm cái mùi nước hoa này vào nó thanh thoảng hơn là lên thì rất là dễ chịu. Một món quà về giá trị tinh thần. Mà ý nghĩa rồi đúng không anh? Cực kỳ ý nghĩa, bởi vì đồ xịn làm cho họ nhớ đến lâu. Và đặc biệt là không làm cho mọi người ngồi trên xe cảm giác có mùi da, mùi nhựa. Rồi mùi của các cái đồ công nghệ. Thì vào xe nó cũng mát mẻ. Giống như là mình đi làm, có thể mình không xịt nước hoa, nhưng mình đi những cái sự kiện mình tham gia thì mình sẽ có một tí để làm gì, có tinh tế hơn. Dạ đúng rồi. Mùi hương lưu giữ lâu hơn, chốt đơn. Tư vấn mãi rồi nè. Đấy, Hằng thích một cái mùi ở đây là gọi là mùi sky thớt. Đấy là một cô gái rất là cá tính nhưng mà nhẹ nhàng. Ví dụ như cái mùi mà nó sặc sỡ thì những cô gái mà mặc áo màu đỏ, màu vàng thì họ rất là bốc lửa, máu lửa. Còn những người thích màu xanh, màu trắng. Màu trắng đó là cái sự tinh khôi, còn màu xanh nó là cái sự trung tính. Đó. Thì nếu như em thích cái màu xanh thì em trải nghiệm, sau đấy em sẽ tư vấn với khách hàng. Tất nhiên rồi, em sẽ trải nghiệm
tư vấn về, đặc biệt là đối với những đối tượng khách của em á, thì là doanh nhân, những người rất là giàu có, thành công, thành công, và họ yêu cầu sự tinh tế và sang trọng. Thì em nghĩ là chiếc chai nước khoai này á, đặt vào trong chiếc xe là phù hợp. Và giá nó cũng không hề rẻ nha, tặng xong là tặng nhiều nó mất luôn 850.000 một lọ 100ml. Nó hơi đắt. Thế nhưng mà ngược lại cái lời nói, cái phát nguyện của mình ra thì nó sẽ rất là tốt. Và biết đâu đấy thì người ta lại giới thiệu cho mình rất là nhiều khách hàng. Đối với em thì với một khách hàng thì em muốn mang đến một giá trị, ý nghĩa, một món quà đó thì làm cho khách hàng nhớ đến mình hơn, đặc biệt là mùi hương. Nên là em sẽ chọn sản phẩm này nhé. Ok, anh cảm ơn em. Dạ. Anh nghĩ em sẽ trở thành một người sale bán xe cao cấp, sẽ cực kỳ thành công bởi cái sự chân thành và cái sự tươi vui, cái sự rất là nhiệt tình, năng nổ của một bạn nữ. Em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em sinh năm 98. Có người yêu chưa? Em ạ. Nói thật nha. Đây là người yêu nhìn thấy em này. Em thì chưa có người yêu. Em còn đang sợ thế này. Trời ơi, mọi người thấy chưa? Nếu như mọi người đang tìm kiếm một cô người yêu cụ dân, liên hệ ngay cho mình giới thiệu. Nhưng yêu cầu nha, đẹp dai, tinh tế, phải giỏi giang và có điều kiện một chút. Đúng vậy. Rồi, cảm ơn em đã tìm đến anh. Và biết đâu đấy, để chúng ta có thể gặp gỡ được nhiều hơn thì sẽ quan hệ bằng tiền tệ, chúng ta sẽ bán được những cái gì đấy, gia tăng giá trị cho nhau. Ví dụ như anh thì gia tăng giá trị tinh thần cho khách hàng của em, còn anh thì gia tăng thêm cái giá trị của anh và có thêm được một tí tiền. Ok. Dạ ok. Cảm ơn em rất là nhiều. Có duyên hôm nay mình gặp lại là chồng Việt Nam nhỉ? Phải làm cái lễ ha. Ok. Cảm ơn mọi người nhé. Bye bye.